Để mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ và độc đáo trên hành trình, Vietravel luôn không ngừng sáng tạo và phát triển những sản phẩm du lịch đặc sắc, đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích đa dạng. Sau một ngày dài khám phá những địa danh nổi tiếng và hòa mình vào văn hóa địa phương, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức những món ăn đặc sản hấp dẫn, mang hương vị của ba miền Bắc, Trung, Nam để chuyến đi của bạn thêm phần trọn vẹn. Hãy cùng Vietravel khám phá đó là những món ăn gì nhé! Cơm chiên kim quy. Từ ngày xưa, món ăn này đã được nhà vua và các hoàng thân yêu thích bởi cách chế biến cầu kỳ. Để có cơm ngon, đầu bếp phải lựa chọn loại gạo tám thơm, cúng tiến từ miền Bắc. Tiếp đó, dùng loại mỡ chân cất ngon nhất để cho cơm vào. Phần trang trí của món ăn luôn được chú trọng nhất. Đầu, đuôi, chân được tỉa từ cà rốt luộc sơ. Lớp mai có thể làm từ trứng cắt sợi hoặc lạp xưởng. Dê tái chanh. Với các màu sắc bắt mắt như màu đỏ của ớt, màu cam của cà rốt, màu xanh của rau thơm, màu đỏ nhẹ nhẹ của thịt chín tái, các gam màu ấy hòa quyện vào nhau tạo nên món ẩm thực vô cùng đặc sắc mà bạn khó lòng chối từ. Nếu có dịp đến Ninh Bình, bạn đừng bỏ qua món dê tái chanh đặc sắc này nhé. Dê nướng cuốn mỡ chài. Món ăn này rất thích hợp cho mùa đông cũng như thời tiết lạnh giá. Khi nướng dê nướng cuốn mỡ chài, người dân địa phương sẽ sử dụng than hoa thay vì than tổ ong để không làm mất đi hương vị thơm ngon tự nhiên. Khi nướng, cần trở đều tay để thịt chín bên trong và giữ được vị ngọt của thịt. Bánh tâm bì. Đây là món bánh được làm từ khoai mì dẻo, đặc sản của Bạc Liêu. Sở dĩ món ăn có tên gọi này là do sợi bánh có hình thuông dài như con tầm, được xe nặng từ bột gạo dồi với lượng nước phù hợp. Thay vì dùng chung với cà ri gà như món bánh tầm gà cay nổi tiếng của Cà Mau, thì người dân Bạc Liêu lại kết hợp với món bì luộc chín, lược bỏ phần mỡ, thái da thành sợi nhỏ đều tay. Đây là món ăn được lòng du khách khi có dịp đến thăm Bạc Liêu. Mời bạn khám phá cùng Vietravel nhé! Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực miền Trung, Huế, Đại Nội, Điện Kiến Trung, Lan Viên Cố Tích, Làng Cổ Thủy Biều, Phố Cổ Hội An, Công viên nước Mikazuki Đà Nẵng, 4 ngày 3 đêm, khởi hành ngày 1 15 tháng 8. Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực miền Bắc, Ninh Bình, Tuyệt Tình Cốc, Nam Định, Hà Nam, Cá Kho Làng Vũ Đại, Hà Nội, Vườn Hoa Bãi Đá Sông Hồng, 5 ngày 4 đêm, khởi hành ngày 21 tháng 8. Hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực miền Tây, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Đất Mũi, Bạc Liêu, Sóc Trăng, 4 ngày 3 đêm, khởi hành ngày 10 tháng 8, 14 tháng 9, 12 tháng 10, 9 tháng 11, 14 tháng 12. Đăng ký ngay tại travel.com.vn.